Tiểu sử Sắc Bình. Sắc Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 tại Hà Nội. Ông là nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nestlé và được công chúng biết đến nhiều hơn dưới cái tên Sắc Bình khi tham gia chương trình Sắc Tan Việt Nam 2019 với tư cách là nhà đầu tư Sắc Cá Mập. Ông xuất thân từ Hà Nội, xuất phát điểm của ông khá thuận lợi hơn so với nhiều doanh nhân, nhà đầu tư nổi tiếng khác. Từ nhỏ ông đã yêu thích lĩnh vực công nghệ, lần đầu tiên tiếp xúc với máy tính đã tạo được cho ông sự thích thú, khiến cho ông cảm thấy công nghệ thông tin là một điều gì đó rất tuyệt vời. Vì đam mê với công nghệ nên Sắc Bình quyết định theo học ngành công nghệ tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông theo học và có bằng thạc sĩ ngành tin học đô thị của Trường Đại học thành phố Osaka, Nhật Bản. Khi còn là sinh viên, ông tham gia rất nhiều cuộc thi liên quan tới công nghệ và cho đến nay, ông có hơn 30 giải thưởng trong lĩnh vực này. Theo tóm tắt tiểu sử, từ Sắc Tan Việt Nam, hiện Sắc Nguyễn Hòa Bình đang nắm giữ bằng thạc sĩ và quản trị thông tin của Đại học Osaka. Sự nghiệp của Sắc Nguyễn Hòa Bình bắt đầu từ khi ông mới chỉ 19 tuổi, khi đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy mới chỉ là theo học đại học năm 2, nhưng tình yêu công nghệ và máu kinh doanh trong ông đã khiến ông thành lập công ty riêng cho mình. Ông Nguyễn Hòa Bình thành lập công ty giải pháp phần mềm Petshop, tiền thân của Netex Group sau này, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp phần mềm cho cơ quan doanh nghiệp. Sau hơn 20 năm, dưới sự lãnh đạo của Sắc Bình, Netex đã xây dựng cho mình một hệ sinh thái công nghệ với hơn 20 công ty cung cấp các dịch vụ trên nền tảng số. Ông Bình được bình chọn trong top những người có ảnh hưởng nhất đến Internet tại Việt Nam giai đoạn 2007-2017. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng đằng sau thành công của người đàn ông có ảnh hưởng nhất tới Internet Việt Nam luôn có bóng hình một người phụ nữ, đó là người vợ Đào Lan Hương, một nữ doanh nhân khá nổi tiếng trên thương trường. Trong một lần tham gia sale, chìa khóa thành công, Sắc Bình cũng chia sẻ về hành trình khó khăn khi thành lập và phát triển Petshop hay Netex sau này. Ông kể rằng, gần 3 năm đầu khiến ông mệt mỏi bởi nghề đi co dạo, cứ giáo là hết tiền, những khi ốm đau, không làm được là đói. Khi ở Việt Nam bắt đầu phát triển Internet, nhà sáng lập Netex khi đó đã bắt đầu nghiên cứu và tham khảo mô hình eBay, Alibaba. Sau đó ông xây dựng dự án và gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam. Sau thất bại tại thị trường Trung Quốc, tập đoàn eBay của Mỹ chuyển hướng sang thị trường Đông Nam Á và Petshop là ứng cử viên sáng giá được chọn làm đối tác kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam. Theo thống kê năm 2018, sản lượng giao dịch của Netex lên đến 1,5 tỷ USD. Ông Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch Netex, cũng từng nằm trong danh sách những người có ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển của Internet Việt Nam giai đoạn 2007-2017. Cá Mập đồng hành cùng Startup Việt Nam, Sắc Nguyễn Hòa Bình nhận được đông đảo sự quan tâm khi xuất hiện trong chương trình thực tế Sắc Tan Việt Nam với kinh nghiệm nhiều năm khởi nghiệp. Năm doanh nhân mang đến nhiều lời khuyên hữu ích cũng như cam kết đồng hành cùng giới trẻ. Ông chủ Netex dành sự quan tâm đặc biệt cho các startup truyền thống, biết sử dụng công nghệ, startup công nghệ, chuyển đổi số, giải được bài toán về thị trường và bán hàng. Tham gia chương trình, nam doanh nhân cho biết ông luôn mang tâm thế trở thành chi quỷ của startup, trẻ cùng nhau phát triển và kiến tạo giá trị. Để trở thành một doanh nhân thành đạt và nổi tiếng, Sắc Bình cũng thường xuyên phải đối mặt với nhiều scandal, đặc biệt sau khi tham gia chương trình truyền hình Sắc Tan Việt Nam. Sắc Bình cũng nổi tiếng với phong cách quyết liệt, gai góc của mình. Các bạn, đây để đùa với Sắc à? Ngáo giá, ngáo thuật ngữ là những nhận định từng gây sốc với không ít nhà sáng lập startup khi tham gia gọi vốn. Từ mỗi một lần trải qua sóng gió như vậy, ông lại đúc kết cho mình những bài học quan trọng. Chủ tịch tập đoàn Netex thẳng thắn chia sẻ rằng chỉ có sống như thánh thì may ra mới không bị người ta nói xấu. Ông cho rằng con người Việt Nam hiện nay rất năng động, kết hợp với tuyên truyền những giá trị của nghề nghiệp thì mình sẽ hạn chế được xu hướng này xuất hiện và lan rộng, là một anh cả của các startup. Và bước ra từ chương trình, Sắc Tan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình luôn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi khối gia sản khổng lồ cùng những quan điểm thú vị về khởi nghiệp của bản thân. Ra đường là cá mập, về nhà là Sắc, là cá con. Đến nay Sắc Nguyễn Hòa Bình cùng với người vợ Đào Lan Hương đã gắn bó với nhau trong suốt thời gian dài.
cả hai đã có với nhau ba người con tài giỏi khôi ngô. Chắc chắn rằng, nhìn lại chặng đường đã qua, cùng nhau và đạt được kết quả như hiện tại, cả Sắc Bình và doanh nhân Đào Lan Hương đều có thể nở một nụ cười mãn nguyện dành cho nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, Sắc Bình rất ít khi chia sẻ hình ảnh vợ con. Trong những bức ảnh hiếm hoi về doanh nhân Đào Lan Hương trên mạng, có thể thấy rằng bà xã của Sắc sở hữu gu thời trang tinh tế trang trọng. Tuy nhiên, trong những chuyến đi du lịch cùng gia đình, thời trang đi biển của nữ doanh nhân cũng khiến nhiều người suýt xoa bởi vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Nam doanh nhân cho biết, ông và bà xã gặp nhau khi cùng sinh hoạt tại trung tâm tài năng trẻ của FPT. Ở thời điểm hiện tại, khi ông xã thành công với lĩnh vực công nghệ thông tin, thì bà Đào Lan Hương dành sự quan tâm đặc biệt với dự án giáo dục, công nghệ trẻ em.